Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình xin nói về cách chuyển hỗn số thành số tự nhiên, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về hỗn số. Còn số tự nhiên thì dễ rồi, số tự nhiên chính là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, vân vân và vân vân. Chứ hỗn số là như thế này. Ví dụ như 3, 1 phần 2, được chưa? Đây gọi là hỗn số. Thì hỗn số gồm có hai phần, thứ nhất đó là phần nguyên nè, là cái số đứng ở giữa đây nè, người ta gọi là phần nguyên, được chưa? Còn cái phần này người ta gọi là phần phân số, phần phân số, phân số, ok chưa? Thì khi người ta viết như thế này thì các bạn có thể hiểu như thế này, đó chính là phép cộng của phần nguyên nè, là 3 nè, cộng với cái phần phân số này, 1/2, được chưa? À, hoặc là các bạn có thể chuyển cái hỗn số này về phân số giúp mình. Chuyển nó về phân số nha. Thì lấy mẫu nè, nhân phần nguyên nè. Mẫu nhân phần nguyên là 2 nhân 3 là 6, cộng tử, được chưa? Thì là 7 phần, 7 phần 2. Ok chưa? Đó. Vậy hỗn số chính là phép cộng giữa phần nguyên và phần phân số, hoặc là nó chính là một cái phân số thôi, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn chuyển hỗn số thành một số tự nhiên. Thì chỉ có những cái hỗn số nào mới có thể chuyển được qua số tự nhiên nha các bạn, chứ không phải cái hỗn số nào cũng chuyển được số tự nhiên nha. Ví dụ 3 4/2, đây gọi là hỗn số phần nguyên đây và phần phân số đây, được chưa? Thì đây, hỗn số này có thể chuyển qua được số tự nhiên. Bởi vì mình thấy nha, muốn làm được rất đơn giản, các bạn chỉ cần phần nguyên các bạn cứ đừng để ý. Được chưa? Các bạn chỉ cần lấy 4 chia 2. 4 chia 2 được mấy à? 4 chia 2 thì được 2 cộng thêm 3 nữa. Được chưa? Còn nếu mà làm chậm thì 3 nè, cộng phần phân số nè, phần nguyên cộng phần phân số. Được chưa? 3 viết lại nè. Được chưa? 4 chia 2 được mấy ạ? Được 2, vậy là bằng 5. Hình dung chưa? Rồi, hỗn số đã chuyển qua thành số tự nhiên. Ok chưa? Tiếp một cái nữa, 3 10/2. Thì cũng tương tự bài này. Các bạn muốn làm lẹ thì các bạn thứ nhất nè, lấy tử chia mẫu. Được chưa? 10 chia 2 được mấy ạ? 10 chia 2 được 5, cộng 3 nữa là được 8. Ok chưa? Đó là cách giải lẹ nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho tất cả các bạn các bài tập các bạn giải chuyển cái hỗn số thành số tự nhiên giúp mình nha. Ví dụ như mà 7 nè, 15/5, 8 20/4, 9 100/10. Rồi các bạn chuyển những cái hỗn số này qua số tự nhiên giúp mình nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.